Vâng, xin được chào toàn thể quý anh chị. Xin được kính chúc quý anh chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Ngày hôm nay, Sành Núi Si sẽ giới thiệu tới quý anh chị một số mẫu quần kaki đồng giá 250k trên một sản phẩm đã bao gồm phí ship trên toàn quốc. Nếu anh chị quan tâm tới những sản phẩm này thì hãy liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để được tư vấn hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của Sành Núi Si sẽ bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ tới 23 giờ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu tới quý anh chị con quần kaki đầu tiên trong buổi livestream ngày hôm nay, một con quần kaki của Asto. Con quần kaki này sẽ có cái thiết kế của nó khá là độc đáo, đó là phía trước của nó thì sẽ có hai cái hộp túi quần như thế này. Đây, chị quan sát rõ cái phía trước của nó có sẽ có hai cái túi ở dọc phía trước đùi như thế này. Đây, đây chị quan sát rõ cái túi quần của nó bên trong này. Đây, phía trước của nó sẽ có hai túi đây. Đây là cái khoang của nó sẽ như kiểu như thế này đấy chị. Đây, phía sau của nó, con này bên ngoài thì sẽ là cái màu nâu nhạt nha anh chị. Đây, chất vải thì cực kỳ đẹp rồi. Phía phía trên của nó thì đây không phải là khuy cài mà sẽ là khuy bấm nha anh chị. Đây, khóa thì sẽ là khóa bằng đồng. Đây, phía cái cạp của nó thì sẽ kiểu dạng cạp chun hơi hơi giãn nha anh chị. Đây, chị quan sát rõ cái bên trong của quần này. Đây, quần chất rất là đẹp nha anh chị. Đây, anh chị xem rõ cái form quần, cạp quần của nó thì sẽ có một chút độ co giãn nhẹ. Con này sẽ có mã là K193, bụng của nó sẽ từ 66 đến 78, dài sẽ là 92, đùi sẽ là 26 và ống của nó sẽ là 17 nha anh chị. Anh chị quan sát rõ cái chất vải của nó cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Tiếp theo sẽ là một con quần kaki của con này sẽ là của Uniqlo nha anh chị. Đây, con này thì sẽ có cái bo chun ở dưới đầu gối như thế này. Đây, đây là cái bo chun ở dưới đầu gối của nó. Ở phía trên của nó thì sẽ là khuy cài, có khóa kéo khuy cài. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái dây chun như thế này. Đây, cái dây này thì sẽ tùy cho chúng ta điều chỉnh cái kích cỡ vòng bụng của mình. Con này thì sẽ là có khuy cài và có cái dây chun nha anh chị. Đây, cặp quần của nó thì sẽ là kiểu hơi có cái chun hơi co giãn một chút nha anh chị. Đây, phía trước và phía sau đều có hai túi. Con này sẽ có mã là K194, bụng của nó sẽ từ 80 tới 88, dài sẽ là 95, đùi của nó sẽ là 30, ống của nó sẽ từ 14 tới 16 nha anh chị. Con này thì khoảng tầm size M thì mình sẽ mặc vừa nha anh chị. Đây, chất quần của nó cực kỳ đẹp luôn. Kaki mềm mịn, không hề khô cứng nha anh chị. Tiếp theo sẽ là một con quần màu ở ngoài của nó sẽ là kiểu màu nâu đậm nha anh chị ơi. Đây, chị quan sát rõ cái chất quần của nó này. Con này thì form khá là giống như con quần ban nãy. Tuy nhiên thì cái ở dưới ống quần của nó là rộng chứ không có bo chun nha anh chị. Đây, phía trên của nó thì sẽ có cái khuy gài như thế này và khóa. Đây, khóa này và ở cái phía trong của nó thì sẽ có cái dây rút tùy chúng ta điều chỉnh nha anh chị ơi. Đây, anh chị quan sát rõ cái ở phía bên trong của nó này. Quần chất rất là đẹp luôn anh chị. Con này của Uniqlo nha anh chị ơi. Đây, chất vải cực kỳ đẹp. Form của nó là sau đây anh chị. Đấy, con này sẽ có mã là K195, bụng của nó sẽ từ 74 tới 82, dài sẽ là 90, đùi của nó sẽ là 28, ống của nó sẽ là 17. Con này thì sẽ tầm khoảng size XS nha anh chị. Anh chị quan sát rõ cái chất quần của nó này. Trời ơi, chất cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Tiếp theo sẽ là một con quần kiểu màu sẽ hơi giống cái màu quần hồi nãy nha anh chị. Đây, màu của nó bên ngoài sẽ là màu nâu đậm một chút. Ở phía con này ở dưới thì không có bo chun, nó sẽ thẳng như thế này luôn. Và một cái thiết kế của nó ở đây thì sẽ là kiểu có cái đai gài ở phía trước nha anh chị, và có cái khuy gài ở đây. Đây, anh chị quan sát rõ này.
Đây phía trong của nó đây. Quần chất lướt rất là đẹp nha anh chị. Đây form phía sau của nó đây anh chị. Con này sẽ có mã là K196, dài của nó sẽ là 98, bụng của nó sẽ từ 74 đến 90, đùi của nó sẽ là 30, ống của nó sẽ là 16 nha anh chị. Con này của Chiu. Đây ạ. Tiếp theo sẽ là một con quần khá là kiểu, con này sẽ kiểu khá là phong cách khá là đẹp đây ạ. Đây. Đây anh chị quan sát rõ cái chiếc quần của nó này. Kaki cực kỳ mềm mịn, cực kỳ xuống luôn. Con này thì của Filker. Đây anh chị quan sát rõ cái chiếc quần của nó, form ở sau của nó này. Con này còn rất là mới luôn đấy anh chị, con này mới của nó phải lên tới 95%. Đây anh chị quan sát rõ cái phía sau, con này sẽ là cái khi bấm nha anh chị. Đây phía trong của nó thì cái cạp của nó thì sẽ được in cái chữ như thế này. Chữ này là của thương hiệu của nó. Đây chị quan sát rõ này. Cái chiếc quần cực kỳ thích luôn anh chị ơi. Phía hai bên của nó thì sẽ có túi kéo như thế này nha anh chị. Tuy nhiên thì ở phần dưới thì sẽ có túi ở chỗ khoảng tầm nửa ngang đùi đến gần đầu gối thì sẽ có túi như thế này nữa. Đây anh chị quan sát rõ này. Đây nó sẽ có túi ở đây nữa. Mình khá là phong cách, bên sau vẫn có túi nha anh chị. Con này thì sẽ có mã là K197, bụng của nó sẽ từ 72 đến 86, dài sẽ là 98, đùi của nó sẽ là 26 và ống của nó thì sẽ là 17 nha anh chị. Đây anh chị quan sát rõ cái chiếc quần của nó này, cực kỳ đẹp luôn nha anh chị ơi. Đây, ở hông đùi thì sẽ có một chiếc túi như thế này. Đây. Tiếp theo sẽ là một con quần ở dạng cạp chun nha anh chị. Đây. Anh chị quan sát rõ cái quần nó này. Con này thì không phải là khuy gài hay là khuy bấm lắm, mà nó sẽ kiểu gài ở phía trong như thế này này anh chị. Đây. Đó. Con này sẽ kiểu gài như thế. Phía sau thì sẽ có một túi nha anh chị. Túi có khóa luôn. Con này thì của Outdoor Sport. Đây, ở phía hai bên của nó thì có túi trước như này, túi của nó thì vẫn có khóa nha anh chị. Đây, khóa của nó thì sẽ là ở đây. Cái con này thì ở bên dưới đùi của nó vẫn có khóa nha anh chị ơi. Đây, tuy nhiên thì ở cái dưới gối của nó thì không có bo chun đâu. Con này hơi có độ co giãn nhẹ thôi. Cặp quần của nó sẽ có cái dạng kiểu chun co giãn nhẹ như thế này nha anh chị. Đây. Con này có mã là K198, bụng của nó sẽ từ 72 đến 102, dài sẽ là 98, đùi sẽ là 29 và ống của nó sẽ là 18 nha anh chị. Đây quần khá là đẹp. Tiếp theo sẽ là một con quần của Uniqlo tiếp. Con này ở bên ngoài sẽ là màu xanh, kiểu xanh kiểu dạng xanh min ấy chị. Đây. Chị quan sát rõ cái chất quần của nó này. Kaki cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Ở dưới thì là gấu thẳng, không có bo chun nha anh chị. Con này không có độ co giãn đâu ạ. Này, nhưng mà cái chất vải của nó thì sẽ kiểu mềm mịn anh chị, mà cực kỳ thoải mái luôn. Đây. Ở phía trên cặp quần của nó thì sẽ thiết kế theo kiểu dạng chun một chút như thế này nha anh chị ơi. Đây. Phía trước của nó thì sẽ là khuy cài như thế này. Đây. Và ở phía đây chị quan sát cái chiếc quần của nó bên trong này. Ở phía trong của nó thì sẽ có cái dây rút, chúng ta có thể điều chỉnh một chút để cái kích cỡ bụng của mình khi chúng ta mặc. Con này sẽ có mã là K199, bụng của nó sẽ từ 86 tới 92, dài sẽ là 96, đùi sẽ là 31 và ống của nó thì sẽ là 19 nha các anh chị. Này con quần cực kỳ đẹp luôn. Màu của nó cũng rất là kiểu, màu của nó cũng rất là sáng, rất là sang nha anh chị. Đây. Tiếp theo sẽ là một con quần màu xám đậm. Đây anh chị xem cái phía con này thì không có cái dây rút điều chỉnh kích cỡ bụng ở trong đâu anh chị. Đây. Nó sẽ có khi gài vào cái khóa đồng như thế này. Đây anh chị quan sát rõ cái chiếc quần của nó này.
Đây. Form đằng sau của nó đây anh chị. Những con quần kaki này, trời ơi, cầm cái chất vải thôi, cái này nó kiểu nó đẹp bởi cái chất vải của nó đấy anh chị. Cái chất vải và cái form của nó. Phía sau thì có hai túi hộp như thế này nha anh chị ơi. Trước cũng có hai túi. Con này thì cái ống của nó thì là thẳng không bo chu nha anh chị. Con này sẽ có mã là K200, bụng của nó sẽ từ 80 tới 92, dài sẽ là 90, đùi của nó sẽ là 33 và ống của nó sẽ là 21 nha anh chị. Đây. Tiếp theo sẽ là một con quần kaki của Volcom. Đây anh chị, con này thì không có khóa kéo mà ở phần trên của nó sẽ là cái chun luôn nha anh chị. Đây có dây chun điều chỉnh luôn. Nó không có khóa kéo hay gì. Ở phía dưới thì nó sẽ có cái ống quần của nó sẽ là bo chun nha anh chị. Đây. Form quần của nó đấy. Con này còn khá là mới. Đây. Chất quần cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi, khó phải chê và được cái nào một chút cái nào về cái chất quần của con này. Đây chị quan sát rõ này. Bên trong của nó đây. Con này sẽ con này thì sẽ có mã là K201, bụng của nó sẽ từ 82 tới 100, dài sẽ từ dài sẽ là 95, đùi sẽ là 29 và ống của nó sẽ từ 12 tới 17 nha các anh chị ơi. Đây. Ôi cái con quần cực kỳ đẹp luôn anh chị. Tiếp theo sẽ là một con quần kaki màu xanh, kiểu xanh min nha anh chị. Đây. Con này thì ở phía dưới của nó thì không có bo chun ở ống nha anh chị. Con này thì sẽ có cái dây rút để điều chỉnh luôn đấy. Nó cũng không có khóa hay có khuy gài đâu anh chị ơi. Đây. Con này cực kỳ đẹp. Phía sau của nó thì đây phía sau của nó thì cái chỗ này không phải ở nó không có túi nha anh chị, kiểu người ta thiết kế một kiểu dạng túi giả ấy. Đây. Còn phía trước thì vẫn có túi. Con này thì sẽ có mã là K202, bụng của nó sẽ từ 72 tới 84, đùi của nó thì sẽ là 29, ống của nó sẽ là 16 và dài của nó thì sẽ là 95 nha anh chị. Đây. Tiếp theo là một con quần kaki màu dạng kiểu màu nâu sẫm ấy anh chị. Đây, trời ơi con này cực kỳ, vải của nó cực kỳ thích luôn. Con này kiểu kaki dày dặn nhưng mà nó không phải là dạng thô cứng đâu anh chị. Cầm cực kỳ mềm tay luôn anh chị này. Đây, cầm cực kỳ xuống anh chị cứ quan sát qua cái màn hình là thấy được cái chất vải của nó như thế nào rồi. Đây. Anh chị có thể xem ở bên trong của nó này. Con này có cái quy gài ở phía trên nha anh chị. Đây, khóa cực kỳ trơn mịn luôn. Nó sẽ có một cái dây rút điều chỉnh ở bên trong như thế này. Đây anh chị. Con này của Uniqlo, nó đến hàng của Uniqlo thì anh chị cực kỳ yên tâm nha anh chị ơi. Đây. Con này độ mới của nó phải lên tới 92% nha anh chị. Con này sẽ có mã là K203, bụng của nó sẽ từ 80 tới 88, đùi sẽ là 29, ống của nó sẽ là 17 và chiều dài của nó sẽ là 93 nha anh chị. Con này thì không có bo chun ở dưới đâu nha anh chị ơi. Đây. Kaki nhưng mà có một rất là dày dặn nhưng có một chút độ giãn này anh chị. Đây, con này mặc lên cực kỳ thoải mái luôn. Tiếp theo sẽ là một con quần kaki kiểu màu xanh, tiếp tục nó sẽ là màu xanh nha anh chị. Con này cực kỳ đẹp rồi. Đây. Phía bên con này của Uniqlo tiếp. Trời ơi cái hàng này cực kỳ xuống luôn anh chị ơi. Cái con này độ mới của nó phải còn tới 95% nha anh chị. Cực kỳ đẹp luôn cái chất vải của nó, anh chị xem qua màn hình này. Con này thì không có khóa hay là không có khuy cài đâu nhưng mà nó sẽ có cái dây chun ở đây cho chúng ta điều chỉnh. Đây. Nó sẽ có dây chun ở đây cho chúng ta điều chỉnh. Con này thì sẽ có mã là K204, bụng của nó sẽ từ 70 tới 88, đùi của nó sẽ là 28, ống của nó sẽ là 15 và cái chiều dài của nó sẽ là 93 nha anh chị. Con này thì cái ống của nó thì không phải là bo chun, nó sẽ thẳng như thế này nha anh chị. Tiếp theo là một con quần kaki dạng màu xám, xám đậm anh chị. Đây. Đây anh chị quan sát rõ cái form của nó này.
Con này ở dưới ống gấu quần thì cũng không có cái bo chun đâu. Đây chị. Cái có một cái thiết kế túi như thế này. Này, có ở phía trên của nó thì sẽ là khuy bấm và cái khóa kéo ở đây. Anh chị quan sát rõ này, phía bên trong của nó còn in cái logo con này của Lomisky. Đây, anh chị quan sát này. Trời ơi, những con quần này cực kỳ kiểu mình cầm lên tay thôi đã thấy sướng rồi anh chị. Sờ vào thôi đã thấy sướng tay rồi. Anh chị quan sát rõ cái phong quần của nó này. Ở hai bên hông thì nó sẽ có cái cặp chun như thế này nha anh chị. Quần rất là đẹp nha anh chị ơi. Con này sẽ có mã là K205. Bụng của nó sẽ từ 76 đến 88, dài sẽ là 96, đùi sẽ là 27 và ống của nó sẽ là 17 nha anh chị. Anh chị quan sát rõ cái form quần cũng như là chất quần của nó này. Tiếp theo sẽ là một con quần kaki. Đây. Con này sẽ kiểu dạng ở trên sẽ là cặp cặp chun nha anh chị. Đây. Cặp chun nhưng mà nó vẫn có cái khuy cài ở phía trước đây. Có khuy cài, có khóa kéo và có cả cái dây rút này. Cho chúng ta nói chung tùy chúng ta điều chỉnh thôi. Đây anh chị. Đây. Con này của con này sẽ lại vẫn là hàng của Uniqlo nha anh chị ơi. Nói chung nói đến hàng của Uniqlo kiểu nó cái thiết kế của nó là kiểu năng động phong cách mà cái chất liệu của nó sẽ là kiểu thoáng mát cho người sử dụng anh chị. Đây. Con này sẽ có mã là K206. Bụng của nó sẽ từ 74 tới 80, dài sẽ là 88, đùi của nó sẽ là 29 và ống của nó sẽ là 17 nha các anh chị. Anh chị quan sát rõ cái chất quần của nó này. Trời ơi cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Tiếp theo là một con quần kaki màu be nha anh chị. Con này thì rất là đẹp luôn. Con này sẽ có cái bo chun ở dưới. Ở bên trên của nó thì sẽ dạng kiểu cặp chun nha anh chị. Nó không có khóa đâu. Đây anh chị. Con này cũng sẽ không có cái dây rút ở bên trong để cho chúng ta điều chỉnh mà. Đây anh chị quan sát rõ cái phong quần của nó này. Đây nó sẽ dạng kiểu như thế này luôn. Phía trước của nó thì sẽ có túi ở như thế này và hai bên ở dưới gối thì nó vẫn có túi hộp đây. Kiểu nó là một cái thiết kế kiểu phong cách anh chị. Kiểu cái thiết kế này sẽ có cái túi như thế này sẽ là tạo nên sự năng động cho chúng ta hơn ấy. Con này thì sẽ có mã là K207. Bụng của nó sẽ từ 70 tới 90, dài sẽ là 95, đùi của nó sẽ là 31 và ống của nó sẽ từ 13 tới 19 nha anh chị. Đây ống của nó thì sẽ là bo chun rồi. Chất cực kỳ đẹp luôn anh chị, quan sát rõ cái chất quần của nó này. Trời ơi con này cực kỳ dày dặn luôn nha anh chị. Dày dặn nhưng mà mềm mịn. Tiếp theo là một con quần kaki màu con này sẽ kiểu màu xanh sẫm tiếp. Đây anh chị xem. Đây. Ở phía trên của nó thì sẽ là kiểu khuy gài nha. Đây. Phía bên trong của nó thì vẫn có dây rút cho chúng ta. Khuy của nó sẽ là cái khóa của nó sẽ là khóa đồng nha anh chị. Cực kỳ trơn mịn luôn. Đây anh chị quan sát rõ này. Đây. Con này của hàng nội địa Trung. Ở đây hàng nội địa Trung thì chúng ta cũng càng yên tâm về cái chất liệu và là cái độ bền của nó rồi. Đây anh chị. Phía trên của nó thì cạp của nó sẽ là cạp hơi co giãn một chút, kiểu cặp chun hơi co giãn một chút nha anh chị. Phía dưới thì sẽ không có bo chun đâu nha anh chị ơi. Đây. Phía sau thì sẽ có hai túi hộp như thế này. Con này sẽ có mã là K208, bụng sẽ từ 78 tới 84, dài sẽ là 97, đùi của nó sẽ là 33 và ống của nó sẽ là 21 nha anh chị. Con này sẽ có size L. Đây anh chị quan sát rõ cái chất liệu của nó này. Chất rất là đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là một con quần kaki màu be nha anh chị. Con này ở dưới của nó thì không có bon chun. Đây khác với con be ban nãy. Nhưng mà phía trên của nó thì sẽ có cái khuy cài cho chúng ta. Có khuy, có khóa và có cái dây rút ở bên trong để cho chúng ta điều chỉnh nha anh chị. Đây, con này của Hannes. Đây. Con này kiểu cực kỳ đây anh chị quan sát này. Cái chất vải của nó cực kỳ đẹp luôn anh chị ơi. Mềm mịn.
Con này có mã là K209, bụng của nó sẽ từ 74 cho tới 90, dài sẽ là 103, đùi sẽ là 30 và ống của nó sẽ là 20 nha anh chị. Đây ống của nó. Con này không bo chun nha anh chị ơi. Đây, form của nó đây. Và cuối sẽ là một con quần kaki dạng kiểu vẫn là màu xanh nha anh chị. Xanh rêu ấy. Này anh chị quan sát này. Trời ơi, cái chất quần cực kỳ thích luôn. Khuy còn ở bên trên của nó sẽ là khuy cài. Cặp của nó sẽ có là cặp chun một chút co giãn nha anh chị. Đây. Anh chị quan sát ở phía trong của nó này. Trời ơi, cái chất quần cực kỳ đẹp luôn. Đây anh chị xem. Và con này ở dưới thì không có bo chun nha anh chị. Đây, nó sẽ là ống đứng. Đây anh chị xem cái chất quần của nó này. Trời ơi, cực kỳ sướng, cực kỳ thích luôn nha anh chị. Đây. Con này sẽ là một con của nội địa Trung nha anh chị. Con này sẽ có mã là con này có mã là K210. Bụng của nó sẽ từ 86 tới 100, dài sẽ là 99, đùi của nó sẽ là 29, ống của nó sẽ là 17 nha anh chị. Đây con này còn độ mới của nó phải lên tới 90% nha anh chị. Còn rất là đẹp luôn, cái chất vải của nó này anh chị này. Đây. Vâng, đây cũng là con quần cuối cùng trong buổi livestream ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Và anh chị yêu thích những sản phẩm này thì hãy liên hệ qua Zalo số điện thoại chúng em đã ghi bên phải của màn hình. Và anh chị cũng đừng quên nhấn nút thông báo đăng ký kênh để có thể theo dõi được những video mới nhất của Sanyoji. Một lần nữa em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị.